10 triết lý đầu tư kinh điển của nhà đầu tư cổ phiếu hàng đầu thế giới, Can đảm đi ngược số đông, luôn cải thiện tầm nhìn để chiến thắng thị trường. Chiến thắng luôn xuất hiện trong sự tuyệt vọng, thành công có thể lớn dần trong sự ngờ vực, nhưng hãy nhớ đừng bao giờ thôi khao khát và cũng đừng bỏ cuộc giữa chừng. John Temter từng chia sẻ, cha đẻ của đầu tư giá trị toàn cầu. John Temter từng là một trong những nhà đầu tư cổ phiếu xuất sắc nhất lịch sử thế giới. Ông sinh ra tại thị trấn nhỏ Winchester, Tennessee, Hoa Kỳ và dựa vào tinh thần tự lập cùng học bổng để tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Gia Lê, Hoa Kỳ vào năm 1934. Ông tiếp tục nhận được học bổng rốt để sang Anh du học. Năm 1936, ông tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật tại trường Balliol College thuộc Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Ông trở về nước và bắt đầu sự nghiệp, sau này nổi tiếng với phong cách đầu tư táo bạo, đi ngược đám đông để thành công. Temper từng gây tiếng vang lần đầu tiên là vào năm 1939, thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ác liệt, thị trường lao đao, cổ phiếu bán tháo. Ông đã có quyết định táo bạo khi vay 10.000 USD (236 triệu đồng) để mua 104 cổ phiếu của các công ty ở Mỹ. Sau 4 năm sau, Temper từng bán cổ phiếu của 104 công ty này và thu về hơn 40.000 đô la (947 triệu đồng). Tạp chí Forbes cũng từng dành lời ca ngợi Temper từng là một bậc thầy đầu tư thực sự trong lĩnh vực bình thường nhưng không tầm thường. Ông không bao giờ chạy theo đám đông mà luôn hành động đi ngược với xu hướng. Ông không chỉ có kiến thức quyên bác, am hiểu thị trường chứng khoán mà ông cũng là người đi đầu tạo ra các quỹ phục vụ ngành công nghiệp. Ông đã giúp rất nhiều nhà đầu tư bình thường đạt được mục tiêu tài chính ổn định. Năm 1954, Temper từng thành lập quỹ chứng khoán toàn cầu đầu tiên, quỹ tăng trưởng Templeton, từng, Templeton từng Rốt Fund. Sau hơn 50 năm thành lập và phát triển, quỹ đã mang đến cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận trung bình ổn định hàng năm là 13,3%, một thành tích mà ít ai làm được. Năm 1993, John Temper từng được tạp chí tài chính Mỹ Money Magazine bầu chọn là nhà giao dịch vĩ đại nhất thế kỷ 20. Và dù đã trở thành tỷ phú nhưng Temper từng lại chọn một cuộc sống giản dị, cống hiến hết mình cho các hoạt động từ thiện. Ông là điển hình về định nghĩa cuộc sống hoàn hảo khi vừa giàu có, sự nghiệp phát triển lại nhận được sự tôn trọng của mọi người. 10 bài học triết lý đầu tư kinh điển của John Temper từng giúp thay đổi tư duy. 1. Hãy tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn. Là bậc thầy đầu tư hàng đầu thế giới, nhưng Temper từng lại chọn lối sống giản dị. Ông thường tự lái xe hàng ngày ở Bahamas và dành phần lớn thời gian để ở nhà đọc sách, viết chữ và điều hành các quỹ đầu tư của mình. Temper từng tin rằng tiết kiệm và làm việc chăm chỉ là hai yếu tố quan trọng quyết định thành công của một người. Năm 25 tuổi, khi vừa kết hôn, ông đã thống nhất với vợ thực hiện kế hoạch tiết kiệm 50% lương mỗi tháng cho tương lai dài hạn. Sau này, khi đã giàu có, sở hữu tài sản cách xù, sống trong biệt thự lớn nhưng Temper từng vẫn giữ lối sống bình dị. Ông đi chiếc rôn roi cũ, được mua lại với giá cực thấp. Ông luôn tin chắc rằng muốn có tiền nhanh cần bình tĩnh, từ từ hai tính toán chính xác rủi ro và chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống hãy nhớ đánh giá kỹ lưỡng mọi việc bởi thị trường tăng hay giảm chỉ là yếu tố tạm thời và để đạt được hiệu quả tốt nhất thì trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì hãy tính toán thật kỹ lưỡng và đặt nó trong mối quan hệ nhiều mặt để đánh giá đó mới là cách thông minh giúp bạn không mất tiền oan khi thị trường lên xuống bấp bênh tuy nhiên cũng có rất nhiều yếu tố bên ngoài mà dù chúng ta cẩn thận đến đâu cũng không thể dự đoán hoặc kiểm soát được chẳng hạn như một cơn bão hoặc một trận động đất đột ngột làm cho dây chuyền cung ứng sản phẩm bỗng nhiên đình công khiến doanh nghiệp mất hàng triệu USD. 3. Mua cổ phiếu không chạy theo giá cả Temper từng là một nhà đầu tư giá trị thông minh điển hình, ông đã điều hành quỹ tăng trưởng Temper từng trong 50 năm và trung bình thời gian ông nắm giữ một cổ phiếu sẽ là 5 năm. Temper từng luôn đi ngược với số đông, ông không mua cổ phiếu theo xu hướng mà mọi người theo đuổi. Ông chọn mua những cổ phiếu bị định giá thấp nhưng có tiềm năng lâu dài nhiều người phàn nàn với ông rằng thật khó tìm được những cổ phiếu như vậy và temper từng chỉ mỉm cười trả lời kiếm tiền chưa bao giờ là dễ bốn đừng chạy theo đám đông hãy biết cách vận hành theo xu hướng temper từng được mệnh danh là bậc thầy toàn cầu về đầu tư trái ngược nếu bạn mua cổ phiếu giống như những người khác quỹ sẽ hoạt động theo cách của họ trừ khi bạn khác với hầu hết mọi người nếu không sẽ không thể tạo ra hiệu quả xuất sắc nếu bạn muốn tạo lợi nhuận vượt trội sâu với đám đông thì bạn phải làm những việc khác với mọi người bởi nếu mua cổ phiếu giống những người khác thì quỹ hoạt động của bạn cũng tương tự với mọi người. Vậy nên trừ khi mọi người đều không xuất sắc thì bạn mới là người nổi trội. Còn không bạn chỉ là người bình thường như bao người khác mà thôi. Lời khuyên của Temper từng là hãy mua khi người khác chán nản bán ra và bán ra khi người khác đang tham lam mua vào. Đó mới là cách khôn ngoan để thành công. năm Hãy luôn sẵn sàng tiếp nhận các loại hình đầu tư mới và tham gia vào thị trường chứng khoán quốc tế. Đừng bao giờ chỉ đầu tư cố định một loại hình tài sản hoặc chỉ tuân theo một phong cách đầu tư nhất định. Nó sẽ kìm hãm tài năng thực sự mà bạn có. Vì vậy, bạn hãy cố gắng linh hoạt, nhạy bén và sẵn sàng tiếp nhận các loại hình đầu tư mới. Hơn nữa, Kemper từng cũng khuyên mọi người nên tập trung đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế sớm. Điều này không chỉ giúp chúng ta tìm thấy nhiều cơ hội sinh lời tốt mà còn làm đa dạng hóa rủi ro biến động, cải thiện tư duy đầu tư hiệu quả. 6. Lựa chọn cẩn thận từng cổ phiếu để đầu tư Kemper từng là người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư giá trị, bởi ông luôn tin rằng việc đầu tư nên dựa trên giá trị của các cổ phiếu riêng lẻ hơn là triển vọng thị trường hoặc xu hướng kinh tế, và hiệu suất của từng loại cổ phiếu chính là yếu tố quyết định sự tăng giảm của thị trường. Vậy nên, chỉ khi chúng ta áp dụng các chiến lược đầu tư dài hạn với các cổ phiếu bị định giá thấp, hãy kiên nhẫn chờ đợi thị trường phục hồi mới có được lợi nhuận vượt trội. 7. Nhớ rằng không đầu cơ hay mua bán ngắn hạn. Thị trường chứng khoán không phải là một sòng bạc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thu lợi lớn và nhanh thì đây chính là thị trường béo bở cho bạn. Có thể đầu cơ, mua bán ngắn hạn sẽ giúp bạn giàu nhanh. Tuy nhiên đến cuối cùng, bạn sẽ mất tất cả hoặc rơi vào vũng lầy lúc nào không hay. 8. Khi đầu tư hãy quan tâm đến lợi nhuận thực. Thay vì quan tâm đến những lợi nhuận danh nghĩa thì hãy đặt sự tập trung để tối đa hóa lợi nhuận thực sẽ giúp bạn phát triển nhanh và lâu dài. Lợi nhuận thực ở đây tức là lợi nhuận sau khi đã trừ thuế và lạm phát. 9. Đừng phủ nhận sai lầm, hãy coi nó là bài học quý giá. Lần này sẽ khác là bốn từ đắt giá nhất mà bạn cần nhớ khi tìm hiểu chứng khoán. Một số người cho rằng cách duy nhất để không phạm sai lầm là không bao giờ đầu tư. Trên thực tế, kiểu suy nghĩ bi quan này là sai lầm lớn khiến con người nhụt chí, mất đi nhiều cơ hội. Nhà đầu tư hãy là người bình tĩnh, từ từ nhìn nhận các sai lầm đã qua và coi nó là một bài học quý giá cho chặng đường sắp tới. Kemper từng nói rằng chiến thắng luôn xuất hiện trong sự tuyệt vọng, thành công có thể lớn dần trong sự ngờ vực. Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ thôi khao khát và cũng đừng bỏ cuộc giữa chừng. 10. Hãy cải thiện tầm nhìn để chiến thắng thị trường. Để tránh bỏ tất cả tiền vào sai dò ở một thời điểm sai lầm, nhà đầu tư hãy cải thiện tầm nhìn của bản thân. Đa dạng hóa các danh mục đầu tư để chiến thắng thị trường. Đừng giới hạn việc tìm kiếm cơ hội chỉ ở một quốc gia mà hãy mở rộng ra toàn thế giới.